Y hồi xứ luôn. Cái thằng cày cái tán lá không giúp nữa. Cá nhìn nó đỏ hay bên này. Đấy. Cá nhìn đẹp kìa. Cái bông với lại cái lá giống cây sứ chứ bộ. Giống cực kỳ luôn. Thôi đi. Thôi chạy về trả xe luôn đi. Chạy về trả xe trong chú cũng đem chở luôn. Chạy về trả xe. Xong chuyến du lịch rồi đó. Vì mình ở cái này không đỡ. Ừ, mình ở đây này chứ không. Mình ở dưới nó là vật vờ đó ngài. Thì anh chạy về luôn. Chú chạy về đi, chú chạy về chở. Sáng dạ miếng cháo ấm bụng thì đồ ăn nhưng mà hôm nhiều cứng ghê luôn á. Hôm làm cố, ở dưới nó đâu kìa. À, cố nhát không nổi. Mình cứ tưởng tượng ở dưới nó xong cái đó là không có vui nữa chứ. Nhưng mà vẫn vui. Vui vượt ngoài mức tưởng tượng hay. À. Hôm dưới đó nè. Thằng hướng dẫn viên cũng nói mà. Ờ. Cái đi đợt hai này ít người nhưng mà lại vui. Cái nước là nước suối anh. Nước suối tay lái xuống đó. Hướng vô bình đó. Chim này. Giống sơn trà mình ghê á. Đúng rồi luôn. Mình ở Bình Yên thầy. Cuối tuần có lên đây.